người ta kiếm được nhiều tiền thì Nam nghĩ là chắc chắn là điều đó là có bác nhá. Và chắc chắn là rất nhiều người giàu lên từ Lan. Nhưng Nam khẳng định với các bác, những người yêu thích và đam mê hoa lan là những người không phải là chuyên nghiệp nhé. Thì khi chúng ta muốn giàu lên từ lan, có đam mê từ lan và làm giàu từ nó thì các bác phải biết trồng cho cây lan nó sống các bác nhé. Các bác nhìn thấy mầm không? Thế chứ đây không phải là những cây lan giá trị đắt tiền, chỉ là những cây lan rừng thôi. Và em Nam thì luôn đến với những cái gì mà nó mới bắt đầu, thì có những cái là nó chỉ là cái đơn giản, đó là những cái lan rừng nó rẻ tiền các bác á. Hello, xin chào các bác yêu mến hoa lan trên khắp mọi miền đất nước. Vâng, em Nam thì không phải là người quá rành về hoa lan, tuy nhiên thì lại thường xuyên có những video về hoa lan. Thì xin thưa các bác, thì em Nam cũng là người yêu thích hoa lan, không quá rành về hoa lan nhưng lại thích hóng chuyện hoa lan. Thật ra thì khi mà làm những cái gì thì phải bắt đầu bằng những cái tìm hiểu nó một cách rõ ràng các bạn. Thì em Nam cũng thường xuyên đi thăm, kết nối với các nhà vườn để nói chuyện với những anh chị bro, để nhằm cái mục đích đó là học hỏi thêm anh chị một chút để trồng những cây lan. Hôm nay Nam sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn. Hôm vừa rồi Nam cũng đến một nhà vườn thì có đặt máy, và anh chủ nhà vườn đã không biết là có vẻ như là cũng đang trong cái lúc rất là hăng hái. Thì Nam đến thăm một cây một cái chậu Long Khánh Trắng Phú Thọ. Thì anh chủ vườn không ngại cái việc mà chia sẻ một số những các cái loại thuốc mà để chúng ta chăm sóc anh chị nhá, chăm sóc và trị những cái con mà nó ăn cây lan. Bởi vì những cây lan đắt tiền thì thông thường những các bác nhà vườn các bảo bảo vệ rất là kỹ các bác nhá. Thì nhiều khi cuộc đời nó vậy, những cái cây lan nó có thể nó không đắt tiền thì nó không sao, nhưng những cây lan mà đắt tiền thì những cái mầm non mà cứ bị gặm một phát là chúng ta mất tiền chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu ngay. Thì thuốc hoặc là những cái kinh nghiệm ở trên mạng thì họ cũng chia sẻ khá là nhiều. Thôi thì Nam cũng coi như là cái xu hướng đi ha, thì hóng được cái chuyện của người khác, biết đâu được thì những cái đó thì cần cho những bác mới đam mê và yêu thích chơi lan. Nam thì cũng có hay có những cái quan điểm như vậy, tức là mình cũng chơi lan và tìm hiểu những cái, thì những cái mà để bảo vệ cho cây lan làm sao nó tốt được anh chị ha. Đặc biệt những cái thuốc có thể là người ta lại không dùng những cái thuốc cho thực vật, mà người ta lại dùng cái thuốc cho động vật, cho thú y, là người ta để kết hợp để người ta trị và chăm sóc cho những cái cây lan của người ta. Chính vì vậy mà những cái tài năng hoặc những cái mà cái đam mê của người ta đó, thì nó được nhân lên. Và đặc biệt là họ có những cái suy nghĩ khác của những cái người trồng lan khác, thì các bạn có thể học hỏi theo, và biết đâu thì sau này cái lan ví dụ như canh Long Khánh Trắng Phú Thọ, thậm chí như là Bảo Duy nó nhiều lên chẳng hạn ha, thì chúng ta cũng rất định có thể sở hữu được những cái chậu chúng ta ngắm ta chơi ha, rồi trao đổi với nhau chuyện làm kinh tế là bình thường các bác ha. Cái thuốc thì nó nhiều nhưng có thể là cái liều lượng, rồi cái khí hậu, rồi cái thời tiết, tất tần tật rất là nhiều thứ các bác có thể là phải thử nghiệm trên những cái lan rừng các bác nhé. Cái lan rừng rẻ tiền rồi sau đó thì chúng ta mới chơi được cái lan cây Long Khánh Trắng Phú Thọ hoặc là Hạ Hiến Oanh, tất cả những cái loại lan va. Thì ngay bây giờ thì mời các bác xem những cái chia sẻ của anh chủ một cái vườn lan Nam đến để xem cây Long Khánh Trắng Phú Thọ. Khử nấm, khử chuồng trại, diệt vi khuẩn, khử chuồng trại ở đây này, phun vào tường nhung công Của này. thú y đúng không? À, đúng rồi, Thích sàn chọn 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 chuyên gia của thú y nha. thú y Còn thích nữa sàn nữa là bây giờ lại này là diệt mà ở tường này có con bọ các thứ lung tung thì là lại phải rờ gen. again. Đấy nhá, rờ gen nó sẽ diệt Là kiến, kiến diệt các thứ lung tung nó không vậy, bò vào đây. cũng cũng thú y luôn. Cũng thu ra ngoài thú y bán cho rờ gen hoặc bảo vệ thực vật bán cho rờ gen thì không phun trực tiếp vào cây hoa lan đấy, nhưng mà nó có thể nó bò bên ngoài, ta diệt côn trùng thì ta phải diệt từ nó đây. Xong là đặt bọn kia rồi, được tới dỡ lên xong trồng một phát lên trên đây Còn nữa một cái gì này, còn một cái gì vừa nói là ấy nhỉ? Fitsan, Rgen, rồi cái gì nữa?
cái kia nữa là mancozeb. Mancozeb khi mà bây em chỉ do ở đây nó không bị đốm lá chứ. À là chấm 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 đen à? Ờ, bị thối nhũn đấy thì ta có thể bôi trực tiếp mancozeb vào. Hoặc không nữa phun phòng thì mỗi tháng phun một lần. Rồi. Chứ đây đây thì nó không phải. Do đây là cái thằng xòe. Thằng xòe thì lá nó luôn bị thế này nhá. Bác có xem hồng xòe ở đâu thì lá nó luôn bị như này. Được chưa? Lá trên nó cứ đỏ đỏ đốm đốm mà. Đấy là cây hồng xòe. Thì cây này bây giờ mà đặt 200 ở đây này em không bán. Cái này sao bị sao rồi? Thì quan trọng là ở chỗ đây anh em mình biết nhau. Bây động đến hồng với các thứ chậm, ví dụ như đây nha. Trước tết như là em nhập lô mắt ngủ hồng nguyên thủy này về, may còn ba anh em chung nhau. Chứ đến bây giờ nó lại đẩy lên một cái con số nó khác rồi. Đấy, trước tết này bây đẩy lên con số dễ, nó khác hẳn rồi. Bây giờ mua yên thủy mệt ra. Dễ ra rồi đấy không? Dễ ra ha. Ôi trời ơi, dễ nó tận đây rồi, nó ăn phân rồi bác. Nè nè. Mà không phải một cái, nó rất nhiều nhá. Chứ không phải là một đây, bác nhìn bên này đây. Đã bảo cây ấm chậu rồi mà. Không phải là cây dành cho người chuyên nữa. Ví dụ khi mà mua thân về cắt, mua ấy các thứ về cắt là người về chuyên. Đấy, còn người mới chơi là cứ cái này trèo. Cái này nó sống bảo đảm rồi, chắc chắn rồi. Không bao giờ chết. Cái con này là tên gì anh? Cây đấy là ám cổ văn giang. Đấy là rẻ. Đâu là cái nào? Cái đỏ đỏ là cái chỉ sen đúng không? Đây này. Cái đỏ đỏ là cái đỏ đỏ là phân sen. Phân sen đúng không? Là chỉ sen đúng không? Nhìn thấy là biết phân chỉ phân sen. Cứ tự nhiên là hả ăn rồi. Lên thấy cái này này. Quên. Có nghĩa là ta phải đợi không thôi. Nhưng mà độ lực của cái thằng này là nó cũng ngang nhau. Chứ còn bây và chênh nhau một đốt nó chả ăn thua gì đâu. Nhưng mà thấy nó được, nhưng thằng này cũng được, này ra cái mầm gốc mầm gốc nó ăn mạnh mà có kỳ nó nhú rồi. Đấy. Em chưa dính một tí thuốc nhá, dí cái là nó ra đời nhưng tốt nhất đấy, để thằng này nó thật khỏe đã, tha hồ dí. Thật sự là cái này nhá, về ăn bốn cái kỳ ở trên xong tất cả hai cái mầm gốc còn lại mình ăn. Em đưa hết dần dần ở đây thế, chuyển hết sang để cho thợ nó đi đến nó lắp. Vài hôm nữa là chữa dục dịch rồi, nhưng mà cứ đợi nó qua hết cái tháng giêng thì động chạm. Cái này không thấy bỏ các loại phân ấy hả? Ôi bác ơi, đến mùa bác bỏ hoặc không vậy nhá. Thường là cứ nguyên như thế này nó đủ sức nó ra hoa rồi. Đấy, nhiều người vào mà cứ ném phân vào lúc sau nó mới nguyên vỏ thông như này nhá. Cây này thì là không ra hoa đây hả? Cái này là thắt ngọn là nó có thể là ra hoa đây hả? Đúng không? Ra kỳ ra hoa, hoa. Từ ở đây từ có hai cái chậu mẹ ra mà cả hai đều hoa trước mà em cứ đăng trên trang hết rồi. Này thì bắt đầu mới có, bầy mầm bắt đầu nó lại bung lên rồi. Cứ đúng ra nha, những cái thằng như này này, bầy ăn dãy khi đây lại có hai mầm gốc. Mà cả bộ rễ còn. Nhưng mà bây giờ thì không ấy nữa. À. Và thật sự để phát triển thêm một cái gì, cái niềm đam mê thì em Nam có quan niệm là phải đi từ mức thấp đến mức cao. Và gần đây thì em Nam cũng nghĩ đến cái việc là khi nào có điều kiện thì cũng sẽ mua một vài những cái kỳ lan, ví dụ như năm cánh trắng Phú Thọ hay HO, những cái mà gọi là anh chị các bạn thường nói là lan va và lan giá trị cao để làm kinh tế chẳng hạn. Nhưng hôm nay thì Nam muốn chia sẻ với các bác, những người mới vào nghề chơi lan và những người mà đang chơi những cái lan rừng. Thì em Nam nghĩ rằng là lan thì chắc là có những có rất nhiều, nhưng mà nói chung về bản chất thì nó cũng là cái cây mà nó như nhau thôi, dù lan va hay lan rừng thì cũng vậy. Những cái mà chúng ta chơi thì khẳng định với các bác, những người yêu thích và đam mê hoa lan và những người không phải là chuyên nghiệp nhé, thì khi chúng ta muốn giàu lên từ lan, có đam mê từ lan và làm giàu từ nó thì các bác phải biết trồng cho cây lan nó sống các bác nhé. Thì các bác có cảm xúc hay là có những cái gì chuyên môn cao hơn, nếu các bác mà không ngại chia sẻ cho cộng đồng thì hãy comment ở dưới bên dưới video nhé, cũng như là cho đi thì sẽ nhận lại các bác nhé. Có nghĩa là bây giờ thì
lan nó cũng đang là rất có giá trị. Nói chung là nhìn chung thì cái xu hướng chơi thì có rất là nhiều đa dạng, nhưng mà chúng ta cứ hãy biết chăm sóc những cái lan rừng nó sống đã, tức là biết cách nuôi những cái con sống đã thì năng nghĩ cái tài năng và những cái mà cái tài năng và cái cống hiến của mình đối với cây lan nó phát triển thì các bác chắc chắn sẽ là người có tiền từ cây lan và giàu lên từ cây lan, Nam đảm bảo như vậy. Thì ở đây thì Nam có chơi những cây lan rừng và bắt đầu đến với những cây lan kiếm thì mà kiếm xanh Huế nó gieo hạt thôi, Phan Chí gieo hạt thôi các bác nhá. Thì nó nghe nó rất hot nhưng mà thật ra thì gieo hạt thì nó rẻ hơn các bác ha. Chúng ta hãy đến bắt đầu đến từ những cái cây rẻ tiền hơn các bác nhá. Rồi.